Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối đọc truyện ma đêm khuya phát lúc 20 giờ mỗi tối ngày hôm nay, Huy xin mời quý thính giả cùng gặp lại Nguyễn Đức, người đã có hai tác phẩm được giới thiệu đến cho bà con của kênh Đất Đồng. Đó là hai tập truyện Đứa Trẻ Không Được Làm Người và Lời Ru Oán Niệm. Quý thính giả nào nếu như chưa nghe, hãy tìm nghe lại nhé. Những tác phẩm truyện dân gian, xã hội rất là hay. Dạo gần đây do cái quy cách khi mà tải truyện lên trên YouTube nó có sự thay đổi. Vì vậy mà thời gian để mà hoàn tất cái việc tải một cái video truyện lên nó khá là lâu. Vì vậy mà trong thời gian gần đây nó có một cái sự chệch choạc. Đôi khi truyện sẽ bị phát trễ so với giờ phát sóng. Thì mong rằng quý thính giả hãy thông cảm cho kênh ở cái điều này. Còn bây giờ mời quý thính giả cùng bước vào tập truyện mới nhất của Nguyễn Đức, Tình Hận Tàn Tro. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Một chiếc xe ô tô lừ lừ tiến vào trong làng. Chiếc xe màu trắng sang trọng và đẹp mê mẩn chưa có ai từng thấy cả. Nó thu hút mọi ánh nhìn của những người đang có mặt gần đó. Vài tiếng xì xào cất lên. Ui, cái xe đẹp thế. Không biết ai hay họ hàng nhà nào làng ha. Ôi trời ơi, chắc của nhà ông Yến chứ ai. Cả cái làng này có mỗi nhà ông có con đi nước ngoài, chắc gửi tiền về mua xe chứ gì nữa. Trời ơi cái bà này, thằng Cân nhà đó bị lừa đưa sang Đài Loan bằng cái vé du lịch, rồi cái sống chui sống lủi, lại mới bị trục xuất về nước thì lấy đâu ra tiền. Bà Tuyết, chủ quán nước, nhìn thấy mấy người đang xúm lại bàn tán rôm rả cả một góc đường. 9 người 10 ý mà chẳng ý nào ra ý nào, thì chỉ cười trừ. Bà biết thừa cái xe này là của ai, cũng biết thừa người ngồi trong xe là đứa nào. Đã bao lần bà thấy chiếc xe này, nhưng nó chỉ dám đậu ở phía xa xa. Người ngồi trên đó vừa bước xuống thì chiếc xe cũng phóng đi ngay. Chiếc xe sang cũng dừng lại ở trước mặt đám người ngay gần quán nước của bà Tuyết. Trên xe một cô gái bước xuống, chiếc váy đỏ thước tha quệt cả xuống đất. Đôi cao gót lạ lẫm với những người dân quê mùa ở đây. Bên phía đối diện, một gã thanh niên cao lớn, đầu buốt keo bóng lộn, cũng đẩy cửa xe tiến ra ngoài. Gã nhìn quanh một vòng rồi lắc lắc đầu, phẩy phẩy cái tay trước mũi ra vẻ khó chịu lắm. Hai kẻ đó chẳng thèm nhìn ai, cũng chẳng quan tâm tới ai đang nhìn mình. Cứ thế họ ôm ấp nhau rồi đi thẳng vào trong làng. Tiếng bàn luận lại ầm ầm vang lên phía sau lưng. Ê trời ơi, con Thủy nhà ông Tấn đó, sao nhìn như con ca ve thế. Lại không phải nó thì là ai, nhìn ổng ẹo phát khiếp lên được. Ôi tưởng ai, hóa ra là con này. Nó lại lừa được thằng đại gia nào trên phố rồi đưa về đây ra oai đó mà. Tôi kệ nó đi, uống nước đi mấy bà. Nhìn thấy cảnh tượng đó, bà Tuyết chỉ biết lắc đầu. Người con gái vừa bước xuống xe chính là con Thủy, con ông Tấn trong làng. Một cô gái xinh đẹp, cao ráo, sáng sủa. Thủy mồ côi mẹ từ nhỏ, bố ở vậy nuôi hai chị em cô khôn lớn, cho hai đứa ăn học đàng hoàng. Thế nhưng đến năm lớp 9, nhận thấy bản thân không có khả năng học hành, lại chán cái cảnh nghèo khổ, nhìn thấy các bạn ăn ngon mặc đẹp, Thủy lại ganh tị. Cô xin bố cho thôi học, đi làm phụ bố nuôi em. Ông Tấn tất nhiên là không đồng ý. Thế nhưng ở cái tuổi của Thủy lúc ấy, vẫn còn cái tính trẻ con, thích thể hiện, muốn chứng minh bản thân. Vậy là chỉ 3 ngày sau, Thủy trốn nhà ra đi. Trước khi đi còn để lại cho bố một bức thư, đại ý nói rằng khi nào kiếm được tiền thì sẽ về thăm bố thăm em. Ông Tấn cũng lặn lội đi tìm con, nhưng Thủy toàn tránh mặt, chẳng chịu theo ông về. Sau mấy lần như vậy, ông cũng phải đành chấp nhận cho đứa con gái chưa đầy 16 tuổi của mình đi phục vụ, hầu hạ người ta, kiếm từng đồng từng hào. Là một người đàn ông, lại trong cảnh gà trống nuôi con, có nhiều thứ ông Tấn chẳng thể tâm sự hay chia sẻ dạy dỗ cho Thủy được. Bởi vậy cô mới thiệt thòi đủ đường, mới chọn cái cách kiếm tiền ai cũng dè biểu đó. Ông Tấn thương con lắm, nhưng chỉ biết âm thầm khóc một mình, chứ chẳng biết làm gì hơn được. Ông Tấn có hai đứa con, nhưng đứa nào cũng khiến cho ông lo phiền. Tiến, đứa con thứ của ông Tấn, thì lại học hành khá lắm, năm nào cũng có giấy khen. Nhưng phải cái lại hay quậy phá hàng xóm. Có nhiều lần nó leo vào nhà người ta vặt trộm hoa quả bị bắt được. Ông đều phải muối mặt đi xin lỗi. Mới lớp 7 thôi, nhưng nó cao lớn và đô con hơn mấy đứa bạn cùng trang lứa. Nó luôn cầm đầu cả đám trong những phi vụ trộm cắp phá phách trong làng. Sau 3 năm trời cày cuốc, Thủy cũng có đồng ra đồng vào. Cô góp với bà Mai mở một cái quán cắt tóc gội đầu nho nhỏ trên phố. Gương mặt xinh đẹp, thân hình nuột nà, giọng nói thì ngọt như mía lụi, khiến cho quán của hai cô cháu ngày càng đông khách. Thủy trở thành con ác chủ bài, con gà đẻ trứng vàng cho bà Mai. Cô cũng thường xuyên về nhà gửi tiền cho bố. Mỗi lần cô về là có một người đàn ông chở trên những chiếc ô tô đẹp đẽ khác nhau. Nhưng mấy chiếc xe kia toàn phải dừng cách xa làng để tránh dị nghị của bà con chòm xóm. Mỗi lần như thế, tối đến chiếc xe đó lại đổ ở gần cổng làng. Cửa xe đóng chặt, chiếc xe cứ gật lên gật xuống mãi, nhấp nhô liên tục. Có lần thằng Tiến đi tìm Thủy, nó còn thấy bà chị mình bước ra từ trong chiếc xe. Áo còn chưa kéo lên hết, bộ ngực trắng tinh lấp ló làm nó ái ngại phải quay mặt đi chỗ khác. Rồi có một đợt Thủy phải về quê ở chừng 3-4 tháng trời. Nghe đâu là cơ sở gội đầu cắt tóc lành mạnh của cô bị công an hội sở tới. May mắn là không bị xử lý hình sự, mà chỉ bị phạt hành chính, mất một món kha khá. Bao nhiêu tiền tích góp của cô đổ vào đó đi sạch sẽ luôn. Thúy tính rằng về quê kiếm mối nào đó ngon ngon rồi lấy chồng quách đi cho nhẹ nợ. Bố cô cũng đồng ý. Ông Tấn cũng muốn gả con vào một gia đình khá giả để có cuộc sống sung sướng sau này. Hai cha con lựa tới lựa lui, cuối cùng nhắm được một chỗ. Đó không ai khác là gia đình ông Yến ở cùng làng. Con trai ông Yến là thằng Cân, cùng tuổi với Thủy. Hai đứa chơi với nhau từ nhỏ. Tuy gia đình ông Yến khá giả nhất cái làng này, nhà ngói năm gian khang trang rộng rãi, xe máy Honda đời mới nhất, bàn ghế, sập gụ, tủ chè đầy đủ, ruộng vườn thì thẳng cánh cò bay. Nhưng so với xã hội ngoài kia thì chẳng là cái gì cả. Được cái thằng Cân con ông Yến nó mê Thủy lắm, nên Thủy thấy cũng có hơi siêu siêu. Dựa vào mối quen biết từ trước, cộng với cái tài ăn nói và điều kiện gia đình khá giả, chỉ trong tháng đầu Thủy về làng, Cân đã cưa đổ được người đẹp. Cả hai cũng không ít lần nhấp nhô trong ruộng ngô hay bụi chuối cạnh cái ao cá. Những tưởng cái thứ gọi là tình yêu đó sẽ kết thúc bằng một cái đám cưới, thì một hôm bà Mai lại liên hệ lại với Thủy. Bà ta rủ cô lên Hà Nội làm ăn, hứa hẹn sẽ kiếm cho cô mấy mối đại gia lắm tiền. Mày nghe chị, cứ đi theo chị đi. Mày chỉ cần ăn mặc ngon nghẻ một chút, ưỡn ẹo một chút là mấy anh say như điếu đổ liền. Nhìn mày chị còn ham mà, chứ cứ mãi ở cái làng này thì khá lên làm sao được. Vứt quách cái thằng công tử nhà quê kia đi. Đi với chị, đảm bảo chỉ có ăn sung mặc sướng, tiền tiêu thoải mái trở lên. Thủy nghe bùi bùi tai, cái máu tham tiện lại nổi lên. Cô chia tay anh bạn thân, cũng là người yêu trong mấy tháng qua, rồi bỏ theo bà Mai lên Hà Nội. Cũng chính vì cái nỗi đau đó khiến cho Cân quyết định sẽ đi xuất khẩu lao động, sẽ đi nước ngoài, sẽ đi kiếm tiền, để cho Thủy phải hối hận và quay về với mình. Một tình yêu mù quáng, một suy nghĩ non nớt cùng sự thiếu hiểu biết đã khiến cho gia đình của Cân bị lừa. Ông Yến phải bán mất mấy mảnh đất mới đủ gom góp tiền cho Cân đi xuất khẩu lao động. Nhưng cuối cùng tá hỏa phát hiện ra bị lừa bằng một cái vé du lịch. Chúng vứt Cân ở bên đó tự sinh tự diệt. Khoảng thời gian ấy là khoảng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời của Cân. Anh chàng phải trốn chui trốn lủi như một con chó, làm tối tăm mặt mũi từ sáng tới tối. Lương thì bèo bọt mà chẳng dám ý kiến gì. Cân làm ở đó một tháng thì không chịu nổi, đành gọi điện về bảo bố gửi tiền qua để mình được về nước. Thủy thì khác, cũng chỉ mất chưa đầy một tháng, cô đã kiếm được Hoàng, một tài công tử chính hiệu, Hoàng là cậu trai Hà Nội gốc, bố mẹ làm kinh doanh, nhà giàu nước đố đổ vách, sẵn sàng chi tiền cho Thủy ăn chơi nhảy múa, mua sắm các kiểu. Để đền đáp, cô trở thành một cô người yêu, một chỗ giải tỏa những dục vọng của hắn ta. Chuyện gì đến cũng đến, Thủy có thai, cho nên hôm nay Thủy mới dẫn cậu ta về nhà để ra mắt gia đình, bàn chuyện cưới xin. Hoàng miễn cưỡng theo Thủy về để có thời gian nghĩ ra cách giải quyết vấn đề. Hắn thừa biết rằng bố mẹ hắn sẽ chẳng bao giờ đồng ý cái loại con gái như Thủy về làm dâu, nhất là khi họ biết được quá khứ của cô thì sẽ lại càng không. Tốt nhất là Hoàng sẽ nghĩ cách dụ Thủy phá cái thai đó đi, rồi trả luôn cô về nơi sản xuất. Tạm thời hắn cứ ngoan ngoãn nghe theo lời cô để mọi chuyện êm xuôi đã. Bố mẹ của Hoàng cũng thuộc dạng có danh tiếng, lỡ phật ý cô ả làm trùm beng lên thì ông bà cắt chu cấp. Lúc đó Hoàng chắc chỉ có chết thôi. Bố ơi, bố có nhà không ạ? Mở cửa cho con với. Tiến ơi, cha mở cửa cho chị coi. Thằng Tiến ở bên trong nhà nhận ra giọng chị thì hí hửng chạy ra mở cổng. Nó lễ phép chào Thủy và gã trai lạ mặt trước mắt. Thủy nhìn nó rồi hất hàm nói: "Đây là anh Hoàng, người yêu của chị đó. Nay chị dẫn về ra mắt. Bố có nhà không em?" "Không à, bố ra đồng từ sớm rồi, chắc chiều muộn mới về. Chị với anh cứ vào nhà đợi bố đi." Thủy dẫn Hoàng vào trong nhà. Căn nhà cũ kỹ ẩm thấp làm cho Hoàng càng tỏ vẻ khó chịu trông thấy. Cậu ta ái ngại lấy trong túi ra một chiếc khăn tay, lau kỹ càng cái ghế rồi mới dám đặt mông ngồi xuống. Chứng kiến cảnh đó, thằng Tiến tự hỏi rằng chẳng biết bà chị mình nếu lấy cái ông này thì về sẽ sống như thế nào đây. Cậu đâu biết rằng chị gái của cậu chỉ cần một người cho cô ấy ăn ngon mặc đẹp, một cuộc sống giàu sang là đủ. Người ta đối xử như thế nào cô vốn chẳng quan tâm. Ở ngoài đồng, ông Tấn đã mang máng nghe được câu chuyện mà dân làng đang truyền tai nhau, rằng con gái ông mới về đưa cả thêm một gã thanh niên giàu có đi ô tô. Họ còn bảo con gái ông là cái loại chẳng ra gì, dụ dỗ con trai nhà người ta để trục lợi. Chẳng thể tập trung vào công việc, ông bỏ hết ở đó, vác cuốc trảo bước về nhà. Vừa đến cổng, ông đã thấy thằng con rể tương lai đang đứng bên ngoài nói chuyện điện thoại. Ông đứng nép mình vào góc tường mà nghe ngóng. "Dạ, mày cứ yên tâm đi, con sẽ xử lý ông Thọ." "Rồi, con nhớ rồi. Con biết là bố mẹ không thích con bé này, cho nên con mới đang tìm cách để bỏ nó đây." "Dạ, con nhớ rồi. Tối con về mà." Ông Tấn đợi cho gã kia cúp máy, quay trở vào trong nhà, ông mới đi theo. Thúy giật giật tay người yêu ra hiệu: "Con chào bố ạ. Anh à, chào bố em đi." Dạ, cháu chào bác." "Chào hai cô cậu. Cô hôm nay rảnh rỗi hay sao mà về đây như thế này?" Giọng nói mỉa mai của ông làm gã Hoàng kia bực lắm. Hắn định phản bác cái gì đó nhưng bị Thủy ngăn lại. Cô đi tới chỗ bố thủ thỉ nhưng bị ông đẩy ra. "Chân tay của tôi lấm lem bẩn thỉu. Hai cô cậu cứ lên nhà, lát tôi cũng có chuyện muốn nói." Ông Tấn đi rửa trái tay chân rồi thay bộ quần áo lao động ra, mặc một chiếc áo sơ mi trông khá nghiêm túc. Trên nhà Thủy đã kịp pha một ấm chè đặc. Cô cũng dặn dò Hoàng mấy việc cần thiết để lấy lòng bố, nhưng hắn chẳng quan tâm lắm. Dẫu sao thì hắn cũng chẳng muốn, và cũng sẽ tìm mọi cách để không phải gọi ông Tấn là bố. Từ trong buồng ông Tấn bước ra. Thủy rót trà rồi đưa cho bố. "Con mời bố uống nước ạ." "Vào vấn đề chính đi." "Dạ, giới thiệu với bố, đây là anh Hoàng, bạn trai của con. Hôm nay con dẫn anh ấy về đây ra mắt bố để xin bố cho chúng con chính thức quen nhau, rồi sau này tiến tới hôn nhân." "Hôn nhân sao? Chưa gì mà anh chị đã tính tới cưới xin rồi hả? Hơi nhanh đó." Con có bầu rồi bố à." Thủy ngập ngừng. Từng câu từng chữ cô nói ra giống như những nhát dao đâm thẳng vào trái tim của người cha tội nghiệp. Ngày cô bỏ học trốn lên Hà Nội, ông đã đau khổ tới mức nào Bây giờ nghe cái tin này, cả người ông chết lặng đi. Đứa con gái mà ông yêu thương nhất đang đưa ông vào một hoàn cảnh éo le. Thật khó để lựa chọn một lối thoát cho êm đẹp. Những câu nói mà khi nãy ông nghe được từ Hoàng đủ để ông hiểu được nó chẳng yêu thương gì con gái mình cả. Nhưng phận làm cha làm mẹ, chẳng lẽ lại đứng ra ngăn cản tình yêu của con. Ông đành giữ trong lòng, thay đổi thái độ vui tươi hơn một chút, nhưng cũng không quá dễ tính, để gã đang ngồi đối diện ông biết rằng hắn đang nắm đằng chui. Thôi được rồi, Thủy đi chợ nấu cơm đi. Tối nay là một bữa tươm tất một chút. Dạ, con đi ngay đây. Thủy cười tươi lắm. Cô không ngờ vì tin mình có thai mà bố lại chấp nhận Hoàng dễ dàng như vậy. Cô bảo Tiến mượn lấy con xe máy rồi chở mình ra chợ. Thủy mua cơ mang nào là đồ ăn, thêm cả một con cá chép to gần 3 kg, về nấu nồi cá ôm dưa cho bố và người yêu nhắm rượu. Ở nhà lúc này, ông Tấn bắt đầu những câu hỏi, vừa dò xét vừa kiểm tra tình cảm của Hoàng với con gái mình. Hắn giả tạo nói ra mấy lời ngon ngọt, vẽ ra một tương lai màu hồng, làm cho ông càng thêm chắc chắn kẻ này là một tên sở khanh chính hiệu. Những người đàn ông có nhiều kinh nghiệm như ông chỉ cần nói qua vài lời nói là có thể khẳng định được điều đó. Được một lúc, ông kiếm lý do để gã ngồi ở đó rồi đi ra ngoài vườn. Thủy cùng Tiến sơ chế và nấu nướng, chẳng tốn nhiều thời gian. Một mâm cơm đầy đủ thịt cá rau tươm tất được bưng lên. Vừa đặt mâm cơm xuống, Thủy đã cất tiếng mời. Mời bố vào ăn cơm ạ. Anh Hoàng, ngồi xuống đây. Đợi chút bố vào ngay đây. Tiến à, đi gọi chú Tân sang đây uống rượu với bố đi. Dạ. Tiến vân vân dạ dạ rồi chạy đi ngay sang nhà chú Tân. Chú Tân là em ruột của ông Tấn. Hai người cũng hợp tính nên thân với nhau lắm, có cái gì cũng gọi nhau sang làm vài chén, nên tất nhiên là ngày hôm nay cũng không thể thiếu chú được. Rửa chân tay mặt mũi sạch sẽ, bác Tấn ngồi xuống mâm đợi khách. Hoàng thì nhìn mâm cơm đặt dưới chiếu, vẻ mặt thoáng ái ngại. Cả đời hắn chưa bao giờ ngồi bệt dưới đất mà ăn cơm như thế này. Thủy phải nháy nháy rồi kéo tay hắn mấy lần, hắn mới chịu ngồi xuống. Cả ba người ngồi im, chỉ đưa mắt nhìn nhau rồi lại quay đi. 5 phút sau, chú Tân và Tiến từ cổng bước vào. Cả hai cùng ngồi vào mâm. Bữa cơm diễn ra với một cảm xúc gì đó rất lạ. Có một sự gượng gạo, nghi ngờ, một sự xa cách không nên có của một bữa cơm gia đình. Chú Tân cũng hỏi gã Hoàng kia mấy câu, rồi ngửa cổ uống cạn chén rượu. Chú xin phép về trước vì gia đình có việc bận. Ông Tấn hiểu ý, đứng lên tiễn chú về. Ra tới cổng, chú cũng nói thẳng với anh trai. Em thấy cái thằng này không có ổn đâu bác à. Nhìn cái thái độ ăn uống, cách hành xử nói chuyện của nó, không thể hòa hợp với gia đình ta được đâu. Chưa kể cái gì. Mày nói nốt luôn đi. Tao gọi mày qua đây á, để mày xem tướng mạo của nó mà. Theo em biết đó, thì thằng này có tướng ác. Mặt mày tuy đẹp, nhưng mà có vẻ dữ tợn, sống không có hậu. Mà hình như ấn đường của nó cho thấy thằng này chết trẻ đó. Cái gì? Chết trẻ sao? Dạ, em cũng chỉ đoán vậy thôi. Anh biết mà, em có phải là dạng chuyên nghiệp gì đâu, chỉ học lỡm được vài đường cơ bản thôi. Thôi được rồi, chú cứ về đi, có gì lúc khác anh em mình nói chuyện. Ông Tấn quay vào trong, lấy lại cái vẻ nghiêm túc như lúc nãy. Bữa cơm bây giờ diễn ra trong im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào. Ông Tấn cũng chẳng biết nói gì. Hoàng thì tất nhiên là gã chẳng muốn phải trả lời câu hỏi nào nữa, nên cũng im re. Thủy ngồi đó quan sát. Cô tự tốn gấp thức ăn cho bố và người yêu. Sau bữa cơm, Hoàng xin phép được về lại thành phố với lý do gia đình có việc đột xuất. Ông Tấn muốn giữ con gái ở nhà để tâm sự vài điều, nhưng Thủy từ chối, nhất quyết cùng đòi đi với gã tình nhân. Bất lực, ông đành để con gái đi theo cái kẻ mà ông chẳng có chút tin tưởng nào. Đôi nam nữ bước lên xe, tính rời khỏi làng, nhưng đề mãi mãi mà xe chẳng nổ. Chỗ Hoàng đậu xe ở tích ngoài đầu làng. Trời thì nhá nhem tối, lại có mưa lâm râm. Dân làng đều đã về nhà hết, chuẩn bị cho bữa cơm chiều, nên chẳng có ai ở đó để nhờ đẩy hộ chiếc xe này cả. Thủy à, em xuống đẩy xe đi. Anh để máy thử mấy lần xem có được hay không. Nhưng mà em... Trời ơi, nhanh lên, không mưa to bây giờ. Thủy không muốn, nhưng cũng đành làm theo. May mà về nhà, cô đã thay bộ quần áo thể thao, chứ nếu với cái váy hồi sáng và đôi giày cao gót thì chẳng thể nào mà đẩy được. Cô bước xuống, chỏng mông cắm đầu đẩy hết sức bình sinh. Con xe không nhúc nhích. Nè, phải lên nữa. Cô đẩy cô được không vậy? Sao mà tôi nói không trả lời? Hoàng nhìn qua kính chiếu hậu thì không thấy Thủy đâu nữa. Hắn ta tò mò bước xuống xe, đưa mắt tìm kiếm xung quanh, nhưng đều không thấy. Định kêu lên tìm Thủy thì một bàn tay to lớn đã bịt chặt mồm của gã lại. Hoàng vùng vằng bằng tất cả sức lực. Ngay khi định chạy đi thì một cây tiếp sắt phang ngay vào đầu gã ta. Trời ơi, mày làm gì vậy Cân? Đừng có cản tao. Thằng chó này dám cướp Thủy của tao, tao phải giết chết nó. Thằng Cân lúc này như một con thú hoang, tay lầm lầm cây tiếp, chực chờ lao lên ăn tươi nuốt sống kẻ mà hắn cho là tình địch. Thằng Dậu bạn thân của Cân thì ra sức ngăn cản. Vốn ban đầu hai thằng chỉ bàn nhau là cho gã kia một bài học, ai ngờ thằng Cân lại nổi máu điên lên như thế này. Trời mưa mỗi lúc một lớn, sấm chớp giật đi đùng. Hai thằng giằng co nhau một hồi cũng đã mệt lừ rồi buông nhau ra. Lúc này thằng Dậu mới giật mình để ý đến thằng Hoàng đang nằm bẹp dưới đất. Máu me chảy ra, hòa cùng với nước mưa đỏ trực cả một khoảng quanh đó. Nó trùng trùng đưa tay lên mũi kiểm tra thì thấy thằng Hoàng đã tắt thở từ bao giờ. Trời ơi, giết người. Mày giết người đâu Cân ơi. Thằng Cân cũng tái mặt, lắp bắp hỏi lại. Mày nói cái gì? Giết ai? Không để thằng bạn kịp trả lời, Cân cũng tiến tới kiểm tra gã tình địch. Hắn đã chết thật rồi. Thằng Cân khi nãy còn hùng hổ lắm, bây giờ đã bắt đầu lo sợ rồi. Tay chân nó run run, bước chân va cả vào nhau. Trời ơi, bây giờ phải làm sao đây Cân? Tao cũng không biết. Tao chỉ định dọa nó thôi. Trời ơi, sao mà đen vậy? Trong lúc đó, những giọt nước mưa lạnh lẽo đánh thức Thủy trong cơn mê man. Cô nhìn thấy hai kẻ trước mắt thì sợ hãi, miệng la lên oai oái. Cứu tôi vậy, có ai không? Cứu! Trời mưa, đường gồ ghề trơn trượt, làm Thủy chạy được mấy bước chân thì ngã nhào đập mặt xuống đất. Cô vừa lồm cồm bò dậy thì nghe cốp một cái, cây tiếp sắt khi nãy lại đang nằm chắc trong tay của Cân. Hắn lộ rõ bản chất của một kẻ máu lạnh. Giết người lần đầu còn hơi rung, chứ lần thứ hai thì khác. Hắn còn bồi thêm hai nhát nữa để chắc chắn rằng Thủy đã chết hẳn. Khuôn mặt Cân lạnh tanh, không chút cảm xúc gì. Dậu đứng ngay phía sau lưng, nhìn chằm chằm vào thằng bạn thân. Nó không thể ngờ được rằng thằng anh em chí cốt của mình có thể làm nên những việc tán tận lương tâm tới như vậy. Trong lúc nó còn đang đứng hình thì thằng Cân đã quay đến trước mặt nó. Chuyện này trời biết đất biết, tao với mày đều biết, nhưng không thể để người khác biết được. Mày hiểu chưa? Tay Cân lầm lầm cái tiếp sắt, xoay xoay mà dọa dẫm, khiến cho Dậu chỉ biết im lặng gật đầu. Cân được nước tung tiếp mấy lời đe dọa. Mày cũng là đồng phạm, nếu người khác mà biết được, cả hai thằng chỉ có con đường chết thôi. Liệu mà giữ cái mồm, giờ thì đi theo tao. Mày định làm gì nữa vậy? Cân không nói gì nữa, liếc con mắt sắc lạnh nhìn về phía thằng bạn thân, rồi đứng phía sau chiếc xe ô tô. Lại đây, đẩy đi. Đẩy đâu? Mày cứ làm theo tao, bớt cái mồm lại, nhanh lên, có người thấy là chết cả đúc đó. Hai thằng mỗi đứa bê một cái xác nhét vào trong xe, rồi cùng nhau đẩy cái xe về phía trước. Chiếc xe đậu gần sát bờ mương, lại đang để sẵn số tiếng, nên chỉ cần đánh lái một chút thì chiếc xe đã lao xuống con mương cạn. Thằng Cân tiến tới cái xe máy của mình, dựng sau bụi tre già. Từ lúc nhìn thấy cái xe của mình, hắn ta đã lập tức vẽ ra cách để tạo hiện trường giả. Chai xăng hắn để phòng hờ gài trên cái ốp yếm của con xe cà tạng. Bây giờ chính là chìa khóa giải thoát cho hắn khỏi cái vấn đề nan giải này. Hắn mở nắp bình xăng ô tô ra, đổ xăng từ cái chai lít rưỡi tưới khắp con xế hộp đáng giá bạc tỷ kia. Đưa thợ cái bật lửa. Dậu run run thò tay vào trong túi, lôi ra một cái Zippo màu bạc đưa cho Cân. Hắn nhận lấy, thử bật mấy lần nhưng không được. Tức quá mà không biết làm như thế nào, hắn mở bung cửa xe ra, kiếm trong đó cái khăn lau lau chiếc bật lửa rồi bật lên. Lần này thì lửa đã cháy. Ngọn lửa bùng lên nhanh chóng, đến nỗi những hạt mưa nặng trĩu chẳng thể dập tắt đi được. Cân chẳng kịp đưa tay đóng cái cửa xe lại thì lửa đã lan tới gần hắn. Nước mưa làm cho xăng lan ra xa, khiến cho hắn vội vàng chạy lên bờ quan sát. Trong ánh lửa bập bụng, cái xác của gã tên Hoàng kia bỗng gật một cái, xoay ra phía Cân và Dậu, cặp mắt mở thao láo như đang muốn nhìn cho rõ hai kẻ giết hại mình, rồi nhanh chóng bị lửa bao trùm. Chiếc xe cũng tới lúc phát nổ. Cùng lúc đó, một tia chớp xẹt ngang và cơn mưa ngày một lớn, vô tình tạo thành một lớp màn bảo vệ cho hai kẻ sát nhân khỏi tội ác tày trời mà chúng vừa gây nên. Dân làng thì vẫn đang quay quần bên mâm cơm tối, chẳng ai hay biết chuyện gì đã và đang xảy ra. Ông Tấn ở nhà đang nghĩ về con gái, tự dưng mắt giật giật lên mấy cái, nước mắt cứ thế chảy ra mà chẳng thể điều khiển được. Một cơn gió lạnh đem theo hơi nước hắt vào trong gian nhà ngói. Ông ngồi trên cái ghế đẩu nhìn ra ngoài trời. Màn đêm bao trùm cả không gian, thi thoảng lại lóe lên vài tia sáng lập lòe, loáng thoáng bên tai như có ai đang gọi. Bố, bố ơi, con xin lỗi. Sáng sớm hôm sau, một người dân đi chợ sớm phát hiện ra cái xe cháy, đã lập tức báo cho công an. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường. Họ cũng cố gắng để giải tỏa đám đông đang bu đen bu đỏ lại hóng chuyện, nhưng có vẻ không hiệu quả lắm, nên thôi đành mặc kệ. Họ đưa hai cái xác trong xe ra ngoài. Những người đứng trên bờ ai nấy đều ồ lên, nhốn nháo bàn tán. Hai cái xác cháy đen xì, chẳng thể nhận dạng. Mùi tanh tưởi pha lẫn với mùi khét vẫn còn phảng phất trong không khí. Tên dữ nhanh chóng lan đi khắp đường làng ngõ xóm. Ông Tấn nghe thấy cũng đi ra để nghe ngóng. Ai ngờ đâu, khi nhìn vào cái xác cháy đen thui mà trên cổ vẫn đeo một chiếc vòng quen mắt, ông Tiến đến xin phép nhận diện. Người ta từ chối, rồi mời ông cùng đội pháp y đi lên huyện để tiến hành xác minh thêm. Điều mà ông Tiến không bao giờ tưởng tượng ra nhất lại chính là điều mà ông đang phải đối mặt. Con gái ông đã chết, chết cháy trong cái ô tô sang trọng mà gã thanh niên hôm qua đưa con gái ông về. Họ còn nói rằng lúc xe cháy, con ông chưa chết. Cô ta đã giãy giụa đau đớn, cố gắng thoát ra ngoài nhưng bất thành. Nỗi đau như nhân lên gấp bội phần. Ông biết, pháp y cũng biết, trong bụng của Thủy còn có một đứa bé mới 3-4 tháng chưa rõ hình hài. Ông Tấn bật khóc lên như điên như dại, khóc muốn chết đi sống lại. Ông cầu xin được đưa con gái về an táng, nhưng người ta không cho. Tạm thời họ còn phải tiến hành khám nghiệm tiếp tục. Ông Tấn được đưa về nhà, gương mặt ông như người mất hồn. Tiến ra đón bố, mặt mày nó ngơ ngác. Nó mới chỉ nghe loáng thoáng rằng ngoài xóm có người chết cháy, và khi biết rằng đó là chị gái của mình, nó như sụp đổ đi. Nó quỳ rạp xuống đất mà cào mà cấu, mà đấm đá liên tục, đến mức hai tay của nó đầm đìa những máu là máu. Bố nó thì ngồi yên trên ghế, mắt nhìn nó rồi lại nhìn ra bên ngoài, rồi nhìn lên bàn thờ. Ông Tấn thắp 3 nén hương, lầm trầm cầu xin điều gì đó, rồi lại thụp xuống ghế, dựa hẳn vào phía sau. Nước mắt cứ thế mà lăn dài. Hai kẻ sát nhân cũng có mặt ở hiện trường từ đầu đến giờ. Chúng quan sát, thêm bớt vài tin đồn vu vơ, đánh lạc hướng dư luận. Chúng cũng mừng thầm vì nghe thấy mấy anh công an nói rằng vụ này chắc là tai nạn, nạn nhân xấu số bị sét đánh hay gì đó, xe mới bốc cháy lên. Chúng hí hửng quay đầu ra về. Những tưởng việc làm đen tối của chúng mà không biết quỷ không hay. Nhưng nào ngờ, ngay từ đầu, mọi hành vi kia đều đã bị một người trông thấy. Đó là bà Tuyết bán quán nước. Tối qua dọn hàng muộn, lại gặp mưa to gió lớn, sấm chớp đi đùng nên chẳng thể về nhà. Bà Tuyết trú tạm ở cái lều gạch đầu làng và vô tình trông thấy tội ác tày trời của hai kẻ kia. Nhưng bà chẳng thể nào nói cho ai biết được, vì thằng Dậu chính là cháu nội của bà. Bố mẹ nó đã mất từ lâu, chỉ còn bà và nó nương tựa vào nhau mà sống. Nếu bà mà nói ra thì thằng Dậu khó giữ được cái mạng nhỏ của mình. Mà cho dù không dính án tử đi chăng nữa thì cũng rủ tù, rồi thì tai tiếng gia đình bà sẽ nhận hết. Cho nên cái bí mật ấy bà chỉ giữ riêng cho bà mà thôi. Ngôi làng nhỏ đang yên bình thì tự nhiên sóng gió lại nổi lên. Từ vụ hai cái xác chết cháy kéo theo biết bao nhiêu sự lạ, những nỗi ám ảnh bao trùm lên toàn bộ ngôi làng. Những chuyện đáng sợ chỉ mới bắt đầu từ đây. 3 ngày sau vụ tai nạn đó, 2 cái thi thể cháy đen được trả về cho gia đình. Người nhà gã Hoàng đưa xe đến đón gã về, đưa đi hỏa táng ngay trong ngày. Ông Tấn thì khác, ông vẫn muốn chôn cất con gái theo phong tục tập quán, chứ không thể để con mình chịu đựng ngọn lửa đốt cháy cơ thể thêm một lần nữa. Ngày sáng hôm đó, ông cùng anh em dòng họ đã dựng một cái sạp ngoài trời, làm lễ mời thầy về xem vợ để hạ huyệt. Cái huyệt đã được đào sẵn ngay từ ngày đầu tiên phát hiện ra cái chết của con gái. Nhưng theo tục lệ từ xưa tới nay thì người chết đường chết chợ không được đưa về nhà, mà phải làm lễ ở ngoài, chôn cất đường hoàng mới xin lập cái bàn thờ tại nhà. Đám tang diễn ra trong sự tiếc thương của bà con làng xóm và anh em thân thích. Cân và Dậu cũng tới tham dự, vừa là người làng người xóm, lại cũng gần tuổi nhau, cũng gọi là có qua có lại với nhau từ nhỏ, không thể không đến thắp nén nhang được. Ngay khi hai thằng bước lên, mấy nén nhang chúng cầm trong tay bốc cháy phừng phực, phẩy mãi không tắt. Thằng Tiến đứng bên cạnh đáp lễ, thấy thế nó cầm rồi phẩy thử thì lửa lại tắt đi. Khói hương bốc lên nghi ngút. Hai thằng nhận lại mấy nén nhang từ cậu em trai của Thủy, rồi cắm lên bát hương. Thì cả cái bát hương bỗng dưng bốc cháy phực lên dữ dội. Cả hai sợ hãi lùi về phía sau. Ông thầy phong thủy thấy sự lạ thì đứng ra quan sát. Đoạn ông ta bắt quyết lầm trầm đọc câu gì đó, rồi tự dưng ngã lăn quay ra đất, chảy cả máu mồm máu mũi ra. Ông ta sợ quá, cuốn gối đồ đạc rồi chạy luôn, chẳng thèm lấy tiền của gia chủ. Mấy cụ trong họ thấy thế thì vội vàng giục đám con cháu làm thủ tục cho nhanh để hạ huyệt. Sau độ 15 phút, cái quan tài đứa con gái xấu số của ông Tấn đã được đám thanh niên khiêng lên xe tang. Chiếc xe lăn bánh đến cái nơi huyệt mộ đang nằm chờ. Trên trời từng đám mây đen kéo về, che kín cả mặt trời, khiến cho không gian tối sầm lại. Một tia sét xé ngang bầu trời, chim cò ở đâu ùa ra như ông vỡ tổ. Vài con bay tới đậu ngay trên nóc chiếc xe rồng, nhưng toàn là mấy con chim gì lạ hoắc, trông đen xì, quanh mắt màu đỏ như máu. Thấy sự lạ, một lần nữa các cụ cao niên trong họ lại thúc giục đám trẻ nhanh chóng đẩy chiếc xe tiến về phía trước. Cái huyệt mộ đã đào sẵn từ mấy hôm trước được căng một tấm bạt lớn phía trên để tránh mưa nắng. Có 2 thanh niên túc trực ở đó, chăm sẵn nhang khối để cắm quanh cái huyệt và mấy ngôi mộ khác gần đó. Xe tang cuối cùng cũng dừng lại, quan tài được hạ xuống. Đám thanh niên khỏe mạnh kề vai nhau đỡ chiếc áo quan, Nhưng lạ lắm, nó nặng một cách bất thường, cả chục người khiêng không nổi. Chú Tần bước tới, cắn một đầu ngón tay cho chảy máu ra, rồi cùng đỡ với đám người. Tranh thủ khi đỡ áo quan, chú dùng máu của mình vẽ vẽ cái gì đó xuống bên dưới, thì áo quan nhẹ hẳn đi. Mấy con chim lạ đang đậu trên nóc xe tang đều lăn quay ra chết. Xác của chúng vừa rơi xuống đất đã khô quắt queo hết. Cái quan tài được mọi người khiêng xuống đặt cạnh huyệt, cho buộc khăn tang thành dây, từ từ hạ xuống dưới. Trong lúc người nhà trả giấy tiền vàng mã xuống dưới huyệt, chú Tân cũng cầm một nắm tiền xu kẹp trong một lá bùa màu vàng, ném xuống theo. Chú đưa mắt nhìn về phía ông anh trai đang khóc sướt mướt, không nỡ xa đứa con gái tội nghiệp. Chú cũng buồn, mới hôm trước còn gặp gỡ. Chú không ngờ nhìn thấy người yêu của Thủy ấn đường xám xịt. Khi bắt tay, chú còn tranh thủ nhìn qua đường sinh tử, thấy sớm đứt đoạn. Cứ ngỡ rằng cái thuật xem tướng số của bản thân mới chỉ học mót được chút ít mà thôi, nào ngờ nó lại đúng như vậy. Hơn nữa, cái chết của gã còn kéo theo cả đứa cháu gái yêu quý của mình. Giả như... Đám tang xong xuôi, nhưng cái sự lạ diễn ra trong khoảng thời gian ấy thì vẫn được mọi người truyền tai nhau và đồn đoán thêm bớt đủ kiểu. Sự ma mị đáng sợ cũng từ đó mà lớn dần lên. Chưa hết, có người còn nói rằng mỗi khi làm sớm hay có việc đi ngang qua ngôi mộ của Thủy, đều nhìn thấy một bóng đen lãng vãng ở đó. Có lúc còn nghe thấy cả tiếng khóc thúc thích, tiếng nói cười ghê rợn từ nơi đó phát ra. Dần dần, nơi chôn cất Thủy biến thành một vùng đất cấm, chẳng có ai muốn đi qua, chứ nói gì tới việc ghé vào thắp cho cô một nén hương. Chỉ có ông Tấn, Tiến và chú Tân là thường xuyên tới thăm nom dọn dẹp và trò chuyện với Thủy, mà đúng hơn là trò chuyện với vong linh của cô mà thôi. Phía nhà của gã Hoàng cũng không tránh khỏi gặp phải những sự việc lạ kỳ. Chính cái ngày mà đón gã từ bệnh viện huyện trở về, chiếc xe chở hài cốt liên tục chết máy không rõ lý do lại còn va chạm với một chiếc xe container đi cùng chiều. Xích chút nữa thì đám tang của đứa con trai xấu số lại trở thành đại tang của cả gia đình. Chưa hết, khi đưa thi thể Hoàng được tới nơi để hỏa thiêu, người ta cũng kinh hãi khi nghe thấy những thứ âm thanh vang vang như từ nơi xa xăm nào đó vọng lại, phát ra từ trong cái lò thiêu rực lửa. Hũ tro cốt của Hoàng được bố mẹ gã đưa về nhà, lập bàn thờ theo phong tục, dự định sau 49 ngày sẽ gửi lên chùa. Ngày đêm hôm đó, khi bố mẹ Hoàng đang nằm tâm sự, an ủi lẫn nhau, thì họ nghe thấy những âm thanh lạ bên phòng thờ. Tiếng lọc cọc như tiếng bước giày gõ lên trên nền gạch, tiếng lạch cạch như mở ổ khóa, tiếng len keng nghe như tiếng vật cứng gõ lên một chiếc bình rỗng. Tưởng là ăn trộm, vợ chồng bà Hà bớ lấy cái đèn pin, nhẹ nhàng bước ra bên ngoài nghe ngóng. Những âm thanh ngày một rõ ràng hơn. Thình lình, ông Hà bật sáng cái đèn pin, trội thẳng vào trong căn phòng thờ. Một bóng đen lướt qua trước mặt hai vợ chồng. Một cơn gió lạnh lẽo từ đâu ập đến. Con mèo trắng tinh chẳng biết của nhà nào đang đứng chồm hổm trên cái bàn thờ của con trai ông bà. Hai người tức tối, vừa quát vừa dọa. Con mèo thì khác, nó chẳng tỏ ra chút gì là sợ hãi, kêu mèo mèo lên mấy tiếng, rồi nó nhảy hai bước ra tới cửa sổ. Lúc nhảy đi, nó còn quẩy cái đuôi làm đổ cụp tấm di ảnh của Hoàng xuống bàn. Vợ chồng bà Hà nóng máu tính đuổi theo đập cho con mèo một trận, nhưng nó đã nhanh chóng lủi đi mất từ lúc nào. Dừng lại tấm ảnh của con trai, bà Hà lau lau mặt kính rồi lại khóc. Bà xót thương cho thằng con trai xấu số. Bà uất ức vì chẳng thể làm gì được để cứu vãn tình hình. Bà tội nghiệp đứa con trai đã mất rồi mà cái bàn thờ cũng chẳng được yên. Bên ngoài, một ánh mắt tròn xoe đang nhìn họ. Con mèo vẫn cứ lởn vởn quanh nhà, chỉ chực chờ để lật úp cái di ảnh kia xuống lại, rồi lại chạy đi. 3-4 lần như thế, vợ chồng bà Hà cũng chẳng thể ngủ nổi nữa. Họ đóng chặt tất cả cửa nẻo, rồi thắp 3 nén hương cho con trai. Xong xuôi trải cái chiếu ra, ngồi dựa lưng vào tường, mà sụt sùi khóc cả đêm. Ở bên nhà Thủy cũng có một con mèo trắng tương tự như bên này, nhưng khác một điều, con mèo cứ mon men vào trong nhà thì lại quắp đuôi chạy đi mất. Nó chỉ dám đứng bên ngoài kêu ngao ngao lên từng tiếng, rồi nhìn vào bên trong. Lý do là vì con chó nhà ông Tấn nuôi từ nhỏ. Ngay từ lúc cái bàn thờ của Thủy được đặt ở đó thì con chó đã chui tọt xuống dưới gầm mà nằm. Nó chỉ nằm im, không cắn không sủa gì, khác xa với tính tình nóng nảy mỗi khi. Có điều thi thoảng lại nghe tiếng nó thở lên hồng hộc, như kiểu sắp chết ngạt tới nơi. Được cái nhà bác Tấn còn có chú Tân biết chút ít về pháp thuật, đủ để chú ấy nhận ra những điều bất thường diễn ra liên tiếp ở đây từ sau đám tang của Thủy. Chú vực dậy tinh thần của anh trai để cả hai cùng điều tra cái chết của đứa con gái tội nghiệp. Chú chắc chắn rằng đó không đơn thuần là một tai nạn như bên cảnh sát báo lại. Dù chưa có manh mối gì, nhưng chú Tân vẫn rất quyết tâm mà tự tin rằng mình sẽ tìm ra được chân tướng. Chú dự định sau 7 ngày sẽ gọi hồn Thủy lên để dò hỏi xem sao. Ngoài đầu làng, hai dáng người một già một trẻ, một nam một nữ, đang lén lút làm chuyện mờ ám ở nơi chiếc xe bị cháy. Một mâm lễ nhỏ được bày ra, hai cái hình nộm bằng trơm cũng được đặt lên trên đó. Một lão già đang đứng, tay bắt quyết niệm chú nói: "Đưa vật đó cho ta." "Đây à." Người đàn bà nhanh chóng rút trong chiếc túi áo ra một miếng vải nhỏ màu trắng, đưa cho lão già kia. Mảnh vải này bà ta đã lén cắt trộm trong lúc gia đình ông Tấn đốt đồ đạc của đứa con gái đã mất. Lão già đón lấy, đặt nó lên trên ngọn nến đang cháy trên mâm lễ. Tấm vải bắt lửa bốc cháy lên, mùi khét lẹt và ngai ngái lan tỏa ra, khiến người đàn bà phải bịt chặt mũi. Bà ta còn định nói gì đó, nhưng lại không dám, chỉ đứng đó tiếp tục quan sát mà thôi. Khi miếng vải cháy hết, lão già kia dùng một cái kim bằng bạc miết vào tàn đen của miếng vải, sau đó lầm rầm câu chú ngữ. Nhanh như chớp, cây kim đã cắm phập sâu lút cán trên đỉnh đầu cái hình nộm bằng rơm. Cái hình nộm sau khi được lão đặt xuống bàn thì không ngã nằm ra như hình còn lại. Nó cứ đứng ngay ngắn trông rất phi vật lý. Một luồng hắc khí từ đâu đang dần tụ lại thành hình giống như một con người, là một người con gái. Lão già chớp thời cơ hô lớn: "Nhập!" Cái hình người vừa nãy còn đang bất động trước mâm lễ, liền lập tức thu ém lại toàn bộ vào trong hình nộm rơm. Lúc này cái hình nộm mới lại ngã xuống bàn. "Xong một con, còn một kẻ nữa như người nói ở đây, có đúng không?" "Dạ đúng rồi." "Bà đã kiếm được vật gì của nó chưa?" "Dạ chưa." "Vậy thì ta đành bó tay thôi. Đã kiểm tra rồi, hai linh hồn này oán khí chất chồng. Chúng không ở yên một chỗ mà sẽ tìm đến nơi âm khí thịnh để tu luyện. Khi đủ mạnh, chắc chắn chúng sẽ quay trở lại báo thù. Người nhà ngươi sẽ chẳng được yên đâu." "Xin thầy giúp con. Gia đình con chỉ có một thằng duy nhất thôi. Nó mà có mệnh hệ gì, chúng con chẳng sống nổi được." "Ta e là..." "Dạ, hết bao nhiêu con cũng xin gửi thầy mà." Như đạt được điều mình mong muốn, lão thầy gật gù: "Thôi được rồi. 2 hôm nữa, khi tròn 7 ngày ta sẽ quay lại. Được hay không thì tùy vào các ngươi." "Dạ, trăm sự nhờ thầy." Lão già thu dọn bàn lễ, nhét cả hai cái hình nộm vào túi xong, rồi quay đầu bỏ đi mất dạng. Người đàn bà vẫn cúi chào cho tới khi khuất bóng. Bà ta nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi trở về trong làng. Thấm thoát đã tới ngày thứ 7. Từ tờ mờ sáng, chú Tân đã cầm theo cái la bàn tìm kiếm quanh nơi xảy ra tai nạn, nhưng chẳng có dấu hiệu gì của oán khí ở đó cả. Đành phải dùng cách tương tự cách của gã thầy Pháp kia. Chú lấy trong túi ra một miếng vải đỏ, nhúng vào dung dịch màu đỏ như máu đựng trong một cái ống tre. Tiếp theo là lá bùa trong túi được chú cầm trên tay, phe phẩy hai cái đã bốc cháy. Lửa ở đây không phải là ngọn lửa bình thường, mà nó rất đặc biệt. Đặc biệt tới mức người bình thường không thể nhìn thấy được. Miếng vải thấm đẫm thứ dung dịch đỏ lợm kia được hơ trên ngọn lửa ấy. Nó co quắp lại thành một cục tròn tròn, bé tí như hạt đậu. Chú Tân đặt nó lên ngón trỏ, dí chặt nó vào mặt sau của cái la bàn, đồng thời xoay cái đế của la bàn một vòng. Gần như ngay lập tức, cái kim của la bàn xoay tít thò lò, xoay mãi, chẳng thấy dừng. Ngỡ ngàng trước những gì đang diễn ra, chú đoán rằng có kẻ nào đó đã động tay động chân vào vụ này. Cũng có nghĩa là chúng muốn che giấu đi tội ác của bản thân. Điều đó càng khẳng định suy đoán của chú là hoàn toàn đúng. Lý do mà cả hai người thầy Pháp tìm kiếm cũng không thấy linh hồn của Hoàng đâu, là vì ngay sau cái hôm gặp sự lạ đó, ông bà Hà đã lên chùa thắp hương. Họ gặp được một vị sư thầy đạo hành cao thâm. Sư thầy khuyên gia đình nên gửi tro cốt con trai lên chùa ngay lập tức. Oán niệm của anh ta rất lớn, để ở nhà chỉ gây tai họa cho gia đình mà thôi. Vốn tính tâm nên cả hai đã nghe theo sư thầy, làm lễ gửi tro cốt lên chùa, nhờ các sư thầy tụng kinh niệm Phật, cầu mong linh hồn của Hoàng sớm được siêu sinh. Cũng nhờ đó mà cái bàn thờ tạm ở nhà Hoàng không còn gặp sự lạ nữa. Con mèo trắng lãng vãng ở quanh nhà cũng lặng đâu mất tâm. Thời gian nhanh chóng qua đi, chú Tân vẫn miệt mài tìm kiếm tung tích linh hồn của đứa cháu gái. Trong khi đó, anh trai chú đã mất lòng tin với chú. Ông Tấn tin rằng con gái của mình đã được giải thoát, chẳng mấy chốc sẽ được chuyển kiếp luân hồi mà thôi. Bà Tuyết thì nơm nớp lo lắng cho đứa con trai, thường xuyên đến gặp lão thầy Pháp kia, cúng bái tiền nhờ lão giúp đỡ. Chỉ có hai kẻ đã trực tiếp gây ra hai cái chết thương tâm thì chẳng mảy may lo sợ. Chúng chưa gặp sự lạ nào, hơn nữa bản thân lại muốn giấu nhiệm, lãng quên đi đoạn ký ức đó, nên luôn tỏ ra vô can, vui vẻ mà sống tiếp. Trời đang dần sang thu, những cơn mưa rào dần dần vắng bóng. Tiếng ve cũng chẳng còn inh ỏi như mùa hè. Thay vào đó là sắc trời xanh thẳm, bầu trời cao và trong vắt. Lá cây dần chuyển sang vàng, sang nâu, rồi hòa mình vào những làn gió mát lạ rơi xuống đất. Bà Tuyết hôm nay không bán nước, đang vào vụ mùa. Bà dậy từ rất sớm, chuẩn bị đồ đạc đi cấy, kẻo nắng lên thì chẳng sức nào chịu nổi. Sức khỏe của bà vốn chẳng được như người ta, thế là mới hơn 3 giờ sáng, bà đã cầm theo một cái giàn điện xách tay, cùng với một chiếc đèn pin đội đầu, vác cái quang gánh ra đồng. Lúc bà đi ra đồng, cũng có vài người ở xóm đi theo phía sau, nhưng lúc đi tới bụi tre già thì chẳng thấy ai nữa cả. Linh tính chợt mách bảo có chuyện chẳng lành sắp xảy đến với mình. Miệng bà cứ lăm trăm đọc: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Bên trong bụi tre đang tối ôm, tự nhiên có ánh sáng le lối, rồi dần dần sáng mạnh hơn, mạnh hơn. Bà Tuyết nghĩ có người nào đó đi đồng như bà, nhưng chắc không kiềm chế được nên vào giải quyết nỗi buồn thôi. Bà bèn cất giọng hỏi: Ai trong đó vậy? Đáp lại bà là một sự lặng thinh đến kinh người. Lúc này hai chân bà bắt đầu run run, giọng nói cũng ngập ngừng không rõ. Ai vậy? Tôi không có đùa với mấy người đâu đó. Bà bật cái đèn pin lên, rọi vào trong tìm kiếm, nhưng chẳng thấy thứ gì. Bà lại tắt đèn đi, nhưng ánh sáng lúc nãy cũng biến đâu mất rồi. Bà vừa quay đi rảo bước ra đồng tiếp thì phía sau tự dưng có một cảm giác nóng ấm. Vừa xoay đầu lại nhìn thì thấy một nhân ảnh rõ ràng hình người đang chìm trong biển lửa. Ngọn lửa bao trùm cả cơ thể người đó, rồi thứ quái quỷ ấy cứ nhắm vào bà mà lao tới. Thất kinh, bà hô hoáng cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước. Kìa, bà Tuyết sao lại chạy hốt hoảng vậy? Sao vậy ta? Mấy chị trong đám gặt chung khi thấy bà Tuyết chạy qua thì nắm lấy tay kéo lại. Ánh đèn pin trên trán cô ấy bật sáng. Mặt mày bà Tuyết lúc này tái mét đi, người toàn mồ hôi, mồm há hốc thở không ra hơi. Cô vậy? Cứu cái gì ạ? Có cái gì vậy bà? Lúc nãy cho thấy bà đứng yên tìm kiếm gì đó ở trong cái bới tre đầu làng á. Bà thấy cái gì hay sao mà hốt hoảng vậy? Không, tôi không sao. Tôi thấy con trắng nên sợ quá đó mà. Không có gì đâu. Thôi chúng ta đi thôi, kẻo trời sáng mất. Bà Tuyết thở phào, vì hóa ra tất cả chỉ là ảo giác. Và may mắn rằng bà cũng nhanh trí đánh lạc hướng suy nghĩ của đám người. Chẳng may lộ ra điều gì thì thằng cháu trai của bà sẽ phải chịu tội. Không thể được. Bằng mọi giá bà phải giữ nó ở lại với mình. Cuộc đời bà chỉ còn có nó là người thân duy nhất, là lý do cuối cùng để bà còn tồn tại trên cái thế gian này. Dậu thì chẳng được may mắn như bà của nó. Tối hôm đó, khi vừa ăn cơm xong, bà nó còn đang rửa bát và dọn dẹp thì nó nhảy phắt lên con xe rim độ của mình rồi tỉnh đi luôn. Chỗ mấy đứa bạn thân tham gia giải đua bát hương vàng. Hôm nay thằng Cân chẳng biết ăn trúng cái gì mà đau bụng không tham gia được. Con đường tỉnh lộ thẳng tắp cách làng chừng 3 cây số là nơi diễn ra những cuộc đua ăn tiền. Cũng có vài lần nó bị lực lượng chức năng đuổi bắt, hay gặp mấy cái tai nạn nhỏ, bị xước tay xước chân, thậm chí gãy cả răng là điều bình thường. Chừng 8 giờ tối, đám thanh niên quanh đó đã tụ tập đông đủ đúng hẹn. Một thằng cầm cành tre, buộc miếng vải ở đầu làm cờ hiệu. Hơn chục chiếc chim chiến nổ máy bành bạch, sẵn sàng cuộc đua. Thằng cầm cái cờ cười hình hệt cùng mấy đứa con gái đứng bên cạnh cổ vũ. Đám choi choi không tham gia cũng họ treo nhiệt tình lắm. Đám cầm lái khoái trá vít ga đầy máy lên ầm ầm. Thằng cầm cờ khi nãy vẫy vẫy cái cành tre rồi hô lớn bắt đầu một tiếng. Lập tức mấy con xe lao vun vút về phía trước. Đoạn đường đua gần 2 cây số và đua đúng một vòng. Tiếng họ treo vang cả một vùng, làm kinh động dân quanh đó. Họ cũng ngó ngó rồi báo cho công an xã. Chỉ độ gần chục phút sau, khi đám choi choi đang phân định thắng thua và ăn mừng giòn giã, thì mấy chiếc xe của lực lượng chức năng xã cũng vừa tới. Như kiến vợ tổ, đám thanh niên đứa phóng xe, đứa cuốc bộ, kẻ lao xuống ruộng, thằng thì trèo vào nhà dân. Đứa nào đứa nấy dùng hết sức bình sinh mà chạy đi. Bị bắt không chỉ phải chịu phạt, mà kiểu gì bố mẹ chúng nó cũng cho no đòn, lại còn bị cấm túc, cảnh cáo các kiểu, nên đứa nào cũng rất sợ. Thằng Dậu cưỡi con xe của mình phóng xuống một con đường đất rẽ vào trong xóm đồi. Phía sau là 2 anh công an xã lăm lăm cây gậy, miệng liên tục hô lên kêu đứng lại. Tất nhiên thằng Dậu là không dừng rồi, dạ gì để bị tóm. Nó cứ vít ga phi ầm ầm, người cụp hẳn về phía trước, đít nhõng khỏi yên. Thi thoảng trúng cái ổ gà hay phiên sỏi to, cả người cả xe lại nảy lên tưng tưng. Thình lình bên ruộng lúa, nó thấy một cái hình nộm phát sáng rồi bốc cháy lên. Nó tò mò đưa mắt quan sát, quên cả nhìn đường. Vừa lúc xe nó đến đoạn cua, đèn xe của nó chỉ lèm nhèm nháy là nhiều chứ không rọi sáng lắm. Không kịp rẽ hướng, nó lao thẳng xuống cái ruộng có hình nộm đó. Trong cơn đau đớn, Dậu cứ tưởng như mình bị bắt rồi, thì bất giác nó nhận ra xung quanh chẳng có một bóng người. 2 chú công an xã đã bị nó cắt đuôi từ lúc nào. Nó nằm dài trên ruộng, muốn đứng dậy nhưng chân không còn cảm giác nữa. Nhìn xuống bên dưới, hóa ra cái xe đang đè chặt lên chân nó, máu đỏ loang lỗ chảy khắp đùi. Vừa sợ vừa đau, Dậu khóc lóc kêu lên mà chẳng ai nghe thấy. Không gian tĩnh mịch đến sợ người. Có chăng chỉ có cái hình nộm kia là có phản ứng. Thứ đó đổ sầm xuống đất. 2 cánh tay bình thường chỉ biết giơ ngang, bây giờ gặp vuông góc. Nó bò như một con vật, tiến lại gần chỗ thằng Dậu. Thằng Dậu chưa kịp nhận ra thì cái thứ kia đã xuất hiện ngay trước mặt. Nó phát lên một tia sáng xanh lè rồi trực cháy. Xăng trong cái xe máy của thằng Dậu chảy ra ngoài bắt lửa. cho cả chiếc xe bị bao trùm bởi ngọn lửa đỏ lợm, nóng rát. Thằng Dậu muốn giãy giụa thoát ra, nhưng tay nó thì đau nhức, chân thì mất hết cảm giác, chẳng lết được đi đâu nữa. Ngọn lửa cứ từ từ nuốt trọn lấy thân hình to lớn của thằng Dậu. Trong cái lúc cận kề cái chết, ánh mắt nó chợt nhìn thấy một gương mặt của gã đàn ông khá quen thuộc. Gã đó đứng phía sau ngọn lửa đỏ mà cười lên man rợ. Chết đi, mày phải chết, phải nếm cái mùi chết cháy mà mày đã gây ra cho tao. Nụ cười ấy vừa tắt đi cũng là lúc mà cơ thể thằng Dậu nằm im bất động, chẳng còn dễ dụa gì nữa. Ngọn lửa vẫn cứ cháy, mùi khét lẹt ngai ngái tanh tưởi lan tỏa trong không gian. Ánh sáng thu hút mấy chú công an lúc nãy đuổi theo phía sau. Khi họ tới nơi thì tất cả đã quá muộn. Thằng Dậu co quắp với cái xe đổ, cả người lẫn xe cháy đen. Phía xa, một nhân ảnh đang nắm lấy thứ gì đó đen xì, lôi đi sền sệt trên mặt đất. Lúc đó thì Cân đang ngồi trong nhà vệ sinh giải tỏa nỗi buồn. Nhà vệ sinh lại nằm ở ngoài góc vườn. Thì đột nhiên một cảm giác lạ lạ bủa vây lấy hắn. Tóc gáy hắn dựng đứng hết lên. Một tiếng cười khúc khích vang lên bên ngoài. Mẹ nó, đứa nào mất dạy trêu bố vậy? Thiên sư tụi bay, tao mà bắt được là mày chết đó. Thì tao đã chết rồi, còn đâu nữa. Mày đã giết tao mà. Khỏi phải nói, thằng Cân sợ hãi tới mức nào. Mặc kệ cái quần kéo vội chưa kịp kéo khóa, nó cứ thế phi ra ngoài, hai tay giữ lấy cặp quần kéo tuột xuống. Nhìn thấy ánh sáng hắt ra từ trong nhà, nó cắm đầu cắm cổ mà chạy. Chỉ còn một hai bước nữa là đến thôi thì nó vấp trúng một cục đá, ngã nhoài người về phía sân gạch. Chằn môi nó đập xuống nền, toát cả ra, máu mè nhòe nhoét. Cô Cân chỉ kịp hô lên như thế thì ngất luôn vì cơn sợ hãi. Khi ông bà Yến phát hiện ra thì đứa con trai đã lạnh ngắt, mặt tái mét đi. Cái vết thương ở chân và miệng vẫn cứ rỉ máu chảy đầy ra nền sân. Bà Yến gào khóc lên thảm thiết. Trời ơi con ơi, sao thế này hả con? Bà im cái mồm lại, chạy đi gọi ai qua đây chở nó đi bệnh viện đi, để tôi đỡ nó tạm vào cái hè đã, sườn xuống nhiều quá rồi. Con ơi là con, trời ơi con tôi. Bà Yến hùng hục chạy, miệng vẫn than khóc. Hàng xóm thấy bà gọi cũng nhanh chóng qua giúp đỡ. Thằng Cân được đưa đi bệnh viện ngay trong đêm. Độ hơn 11 giờ, chiếc xe chở theo hai người đàn ông, một cầm lái, một ôm chặt Cân, đang gật gà gật gờ chật đổ xuống đất. Bà Yến cũng chẳng chịu ở nhà. Bà lóc cóc đạp cái xe đạp phía sau để đuổi theo, vội vàng chạy đi. Bà chẳng kịp cầm theo cái đèn pin, cứ nhìn theo ánh sáng đo đỏ mờ tịch của chiếc xe máy phía trước mà đạp lấy đạp để. Loáng thoáng bà còn nhìn thấy cái gì đó đen xì, nửa bám nửa bay lơ lửng bên cạnh chiếc xe. Dụi mắt mấy lần thì cái nhân ảnh đó vẫn còn ẩn hiện trong màn sương mỏng. Một chùm sáng trắng rồi vàng từ sau lưng bà chiếu tới. Thứ đáng sợ lúc nãy bà nhìn thấy cũng đã biến mất đi. Vài chiếc xe vượt mặt của bà, tiếng còi, tiếng động cơ, tiếng hò hét thúc giục ý ới lướt ngang bên tai bà. Đoàn công an xã túm gọn cái đám đua xe, mình mẩy cả người bắt lẫn người bị bắt, đầy rẫy những thương tích. Cả đoàn cùng kéo nhau lên bệnh viện huyện. Khi bà Yến tụt hẳn lại đằng sau thì cái thứ lúc nãy lại mờ mờ tỏ tỏ ở bên cạnh một chiếc xe có ba người. Một kẻ nằm ngang, đen ngòm ngòm. Nó còn kéo theo một đám khối xám xịt, trong hình dạng như một gã thanh niên lê lết trên đường. Cái bệnh viện huyện mới xây, to và đẹp lắm. Bao nhiêu trang thiết bị hiện đại cũng được nhập về. Các bác sĩ y tá cũng được tuyển chọn kỹ càng gắt gao hơn. Họ đều được đào tạo qua trường lớp đường Hoàng, đủ cả tài lẫn đức để phục vụ cho bà con. Cái xe máy vừa dừng lại trước cổng chợ gửi, Ông Yến đã bế tóc thằng con trai, lao như bay vào bên trong, miệng la lên oai oái kêu cứu. Lúc nãy ông đã cố bình tĩnh nhắc vợ, rồi bình tĩnh xử lý qua vết thương, rồi đưa con tới bệnh viện. Nhưng trước tình cảnh con mình ngàn cân treo sợi tóc này, ông chẳng thể giữ nổi cái sự bình tĩnh vốn có đó nữa. Bác bảo vệ bệnh viện đang ngủ gật gật thì nghe tiếng động, giật mình bật dậy, tính quát lên thì nhìn thấy cảnh đó. Bác nhanh chóng gọi y tá trực ca đêm. Cân được đưa ngay vào phòng cấp cứu. Cánh cửa đóng sầm lại, đèn sáng lên. Cũng là vừa lúc bà Yến vứt chiếc xe đạp ngoài cổng bệnh viện mà hớt hải chạy vào trong. Hai vợ chồng nhìn nhau tút thích. Đoạn công an xã và mấy thằng choi choai cũng được đưa đi xử lý vết thương. Chỉ có mỗi cái xác cháy đen thui của Dậu là chưa biết xử lý ra sao. Một vị bác sĩ tiến tới, cái áo blue trắng còn chưa mặc xong. Bác cho đưa cái xác tạm vào phòng lạnh, đợi lực lượng chức năng giải quyết, đồng thời xem xét thương thế cho một thằng ngã gãy chân, lòi cả xương ra bên ngoài. Thằng cu cả người toàn là máu, chỗ đã khô, chỗ thì còn cháy, khắp mặt xước xác vô kể. Thậm chí còn vài viên sỏi găm vào má chờ được gấp ra. Chẳng biết trước và trong cái lúc đua xe chúng có nghĩ tới cái hậu quả như vậy hay chưa nữa. Giá như... Bà Tuyết nằm ở nhà thấp thỏm lo âu từ tối. Khi mấy thằng thanh niên phóng xe về báo tin dữ thì bà như chết lặng đi. Bà gào thét, khóc lóc ỉ ôi. Bà chẳng còn nghĩ được gì nữa, chẳng còn biết làm gì khác. Đôi chân nặng như chị, muốn bước chẳng được, muốn ngồi chẳng xong. Tự trách bản thân sao hôm nay không bắt nó ở nhà, trách bản thân bỏ ngoài tai lời cảnh báo của lão thầy Pháp, trách bản thân đã gián tiếp gây ra cái chết của thằng cháu trai duy nhất và cũng là người thân duy nhất của mình. 2 ngày sau, lão thầy Pháp đúng hẹn mò đến nhà bà Tuyết để bàn tiếp cái kế hoạch mang trợ của cả hai. Vừa tới cổng, lão đã nhận ra một cái mùi ngai ngái cùng với oán khí lẫn quỷ khí lởn vởn quanh ngôi nhà. Chẳng thèm gõ cửa, lão len lén trèo qua cái tường gạch, nhảy vào trong vườn, ghé nhìn vào bên trong. Trước mắt lão, một cái xác đang lủng lẳng ở ngoài hè. Một cái ghế gỗ gãy chân đổ kềnh ra bên cạnh. Thoáng thấy lạnh gáy, lão xoay người về phía sau thì một trảo thủ sắc lẻm đã chộp tới. Nó nắm chặt lấy mặt lão nhấc bổng lên. Bàn tay to bản bịt kín cả mồm miệng lão, tay còn lại đấm thùm thụp vào bụng, vào người lão. Sau một cú đạp thật mạnh, lão văng ra đất, ho lên sặc sụa vì khó thở. Máu mồm máu mũi dãi nhớt hòa vào nhau, nhè nhét khắp mặt mày, chảy xuống cả người. Kẻ gây ra cái đại nạn này cho lão chính là gã mà lão tìm bắt bấy lâu nay, Hoàng. Nói đúng hơn là oan hồn của Hoàng. Sau 3 tháng trời được gửi lên chùa, chẳng những tạp niệm và tà tâm không mất đi, mà Hoàng còn tu tập thêm tu vi cho bản thân. Nhưng cái ngày nhà chùa có việc, các sư thầy không để ý, gã lẻn trốn khỏi chùa để trả mối hận trong lòng. Sức và lực của gã lúc này đã nằm ngoài tầm kiểm soát của lão thầy Pháp trước mặt. Nở một nụ cười đầy mang trợ, gã gằn giọng nói: Trả cho ta, trả cho ta. Trả người. Ta đâu có giữ cái gì của người chứ. Lão thầy Pháp vừa nói vừa thở hổn hển vì cơn đau. Nhưng ảnh của Hoàng hiện rõ ra trước mặt lão, túm lấy cổ lão nhấc lên một lần nữa. Vợ tao, con tao, mày trả cho tao. Một thùi nữa dán vào bụng, lão già gục mặt xuống, đau đến chết đi sống lại. Thêm 2 cái bóng đen nữa phía sau hắn đi ra, dáng vẻ cúm núm sợ sệt lắm. Mày nhìn đi, mở to mắt ra mà nhìn. Những kẻ giết hại tao hay động tới vợ con tao đều phải chết. Hóa ra 2 thứ kia là linh hồn của bà Tuyết và thằng Dậu cháu trai của bà, kẻ đã chết cháy đêm hôm qua. Cùng vào đêm hôm qua, khi nhận được tin cháu trai mất, bà Tuyết cũng chẳng còn muốn sống nữa, Trong lúc bà gào thét điên dại thì Hoàng mò tới. Hắn cho bà thấy hình ảnh của hắn lúc chết đi, rồi cái cảnh cháu trai bà bị hắn hành hạ như thế nào, cho bà chứng kiến cái cảnh chết cháy một lần nữa, giống như cái lần bà đang dương mắt nhìn cháu trai mình cùng thằng bạn thân của nó giết hại dã man, rồi tạo hiện trường giả, đốt xác phi tang Hoàng và Thủy. Điều đó khiến cho bà Tuyết sợ hãi tột cùng. Bà quẫn bách quá, đành kết liễu cuộc đời mình bằng cách treo cổ. Lão thầy Pháp đã hiểu ra toàn bộ câu chuyện, nhưng có vẻ như hối hận lúc này cũng đã muộn màng. Dành chút sức cuối cùng, lão lôi con hình nộm bằng trơm phong ấn Thủy bên trong ra, toan dùng lửa bùa đốt cháy đi. Tất nhiên Hoàng đủ thông minh để hiểu ra điều đó. Hắn vùng tới vặn gãy cổ lão thầy Pháp, rồi túm lấy linh hồn của lão xé ra tan nát. Tinh phách lão bay lượn trong không gian như những đốm lửa xanh đỏ, rồi tan biến vào hư vô. Hoàng cầm cái hình nộm rơm lên, rút văng cái kim bạc ra. Tay hắn bốc cháy vì tiếp xúc với nó, nhưng rõ ràng hắn chẳng hề hấn gì. Lập tức cái hình nộm bốc cháy lên, một làn sương mờ ảo bốc lên, huyễn hóa ra nhân dạng của Thủy. Trên tay cô bế theo một cục tròn tròn đỏ hỏn như một cục máu. Tới đây với ta, đi xử lý nốt những kẻ cuối cùng. Hắn phải chết, phải chịu giày vò cho tới chết đi. Trong phòng hồi sức của bệnh viện, thằng Cân nằm ở đó như một kẻ mất hồn. Bà Yến vẫn túc trực bên cạnh từ hôm qua tới giờ. Chồng bà thì đang chạy ra ngoài mua chút đồ ăn cho hai mẹ con. Mặt trời đã bắt đầu lên. Những tia nắng ấm áp len lỏi qua khe cửa, rồi vào trong căn phòng, mang theo một sự ấm áp xóa tan đi lạnh lẽo của nơi đây. Một vị bác sĩ mặc mũi kính mít đồ bảo hộ bước vào trong nói: "Đề nghị gia đình trở ra bên ngoài để tôi thăm khám cho bệnh nhân." Thằng Cân nhìn thấy vị bác sĩ này, chẳng hiểu vì lý do gì mà nó cứ co quắp lại, trai chừng sợ hãi lắm. Thêm một cô y tá nữa đi tới, trên tay có bê theo một cái khay để mấy loại thuốc và kim tiêm. Cân như mất kiểm soát, nó vùng vằng co giật liên tục, khiến cho bà Yến lo lắng, nấn ná chẳng muốn đi. Cô y tá kia nắm chặt lấy tay bà, vừa dìu vừa kéo bà ra bên ngoài. Nắm mạnh đến nỗi bà phải la lên oai oái, cánh tay còn hằn lên cả mấy vết ngón tay đỏ chét. Cánh cửa phòng đã khép chặt từ bao giờ, nhưng người đàn bà vẫn đứng đó, cố gắng nhìn vào bên trong, trong cơn vô vọng. Cánh cửa kính kèm thêm rèm cửa đã kéo hết lại, khiến cho bà chẳng nhìn thấy gì, chỉ biết tiếng gào thét, tiếng vang lên của đứa con trai khi nãy, nhỏ dần, rồi tắt hẳn đi. Loáng thoáng, bà còn nghe thấy được tiếng cười khúc khích đâu đó quanh đây, nhưng bà chẳng quan tâm lắm. Bà ngồi thụp xuống hàng ghế chờ, lo lắng chỉ biết nhìn cánh cửa mà mong đợi. Bà đâu biết rằng ở bên trong, đứa con trai của bà đang bị tra tấn, cả về thể xác lẫn linh hồn, kinh khủng tới mức độ nào. Nó đang nhìn thấy hai thân thể bốc cháy trước mặt, cháy lây lan sang cả khắp căn phòng. Nó sợ hãi, nhưng mồm thì bị thứ gì đó ép chặt lại, chẳng thể nào mở ra được. Nó đưa hai tay lên, thò cả ngón tay vào bên trong, muốn bẩy cả cái cơ hàm lên để cố gắng la hét kêu cứu. Nhưng cổ họng của nó chỉ có thể rên ư ử như một con vật sắp chết đi. Lửa bắt đầu vây quanh. Cân điên cuồng muốn chạy, nhưng xung quanh toàn là lửa đỏ thì chạy đi đâu bây giờ? Nó vẫn cố gắng gào thét mà chẳng được. Cánh tay chắc khỏe đang cố gắng cạy miệng của mình ra. Tiếng lạch cạch của cửa phòng kêu lên, cũng là lúc ánh lửa dần tàn rồi vụt tắt đi, trả lại không gian yên tĩnh cho căn phòng. Cái mồm cứng ngắc của Cân khi nãy bây giờ mềm oặt, hai cánh tay đang đà giật mạnh một nhát. Cơ hàm của nó lệch hẳn sang một bên. Nó đau đớn, gào khóc, khiến cho người bên ngoài càng cố gắng cài cái cửa phòng ra nhanh nhất có thể. Thằng Cân đạt tới giới hạn của chịu đựng. Nó ngã người xuống. Cơ thể chới với tìm điểm bám, nhưng chẳng kịp. Nó ngã phịch một nhát xuống. Bàn tay còn kéo theo cả cái khay đồ mà lúc nãy người y tá kia cầm, đổ loãng xoảng theo. Một mũi kim to nhọn hoắt rơi xuống đất, đứng thẳng lên như có ai giữ. Được đà, đầu thằng Cân cứ thế lao tới. Cây kim găm sâu vào giữa thái dương. Nó chết ngay tức khắc. Khi ông bà Yến cùng hai bác sĩ lẫn y tá theo chân bảo vệ phá cửa vào trong, thì cảnh tượng kinh hoàng đã đập vào mắt của họ. Gã thanh niên nằm bất động trên sàn, mồm há hốc, lệch hẳn sang một bên. Máu đỏ cứ từ đó mà chảy ra, mà nhiễu nhão đầy cả ra sàn. Mắt nó trắng dã, gương mặt hoảng sợ lắm. Chẳng biết tắt thở từ khi nào mà cả cơ thể lạnh như đất đá. Sờ vào da thịt còn buốt hết cả tay. Ông bà Yến đứng không nổi nữa, ngồi bệt xuống đất mà than trời trách đất, gào khóc tên con. Tiếng khóc nghẹn ngào cùng những lời xót xa làm cho ai nấy chứng kiến đều cảm thấy chạnh lòng. Tiếc cho một người trẻ tuổi mà đã... Tiếc cho một gia đình đang yên ấm bỗng phủ đầy tang thương. Sau khi kiểm tra thấy nạn nhân đã tử vong, người ta cho gia đình đem thi thể về an táng. Cái chết của Cân được đặt dấu hỏi lớn cho tới mãi tận sau này. Vì theo khám nghiệm thì nó chết vì cái kim đâm vào trán. Mà cái kim ở đâu ra? Tại sao nó lại gãy cả cơ hàm với hai dấu tai hằn lên trên mép? Ai đã làm chuyện đó? Vì chẳng thể phát hiện ra được dấu vân tay nào khác ngoài ba người nhà ông Yến cả. Thêm nữa, tại sao theo kết luận của bệnh viện thì thằng Cân chết từ đêm hôm qua, mà gia đình sáng nay mới khẳng định nó mới vừa chết tức thì? Vô vàn thắc mắc đầy rẫy những bí ẩn chẳng bao giờ được bật mí. Lại thêm một vụ án đi vào ngõ cụt. Nhưng chuyện nào chỉ dừng lại ở đó. Ngày đám tang thằng Cân, gia đình tổ chức nhanh gọn, vỏn vẹn trong có một ngày. Chẳng hiểu vì lý do gì mà khi dòng họ và hàng xóm đang làm lễ truy điệu thì cái bát hương, nói đúng hơn là khúc thân chuối cắm đầy chân nhang, dở có tàn có, bốc cháy lên nghi ngút. Lửa bắt vào mấy mảnh vải xô, rồi tới mấy vòng hoa nhựa bên cạnh, và cháy lan lên mái nhà. Đám người hốt hoảng vì khối đen bốc lên và thẳng vào mặt, làm ai cũng khó thở tìm cách thoát thân. Cái nhà kẻ chuyền toàn gỗ thể hiện sự giàu có của gia đình, vô tình trở thành thứ nguyên liệu cháy cực hiệu quả. Đám cháy lan nhanh, lửa đã chạm tới cả mái. Người dân hô hào nhau, tay thùng tay chậu, cứu hỏa nhưng bất thành. Lửa vẫn cứ thế lan ra khắp nơi, kéo theo đám khối đen kịch, khiến chẳng biết đâu là nguồn, là chỗ to nhất để mà dập cứu cả. Cứ thế mà cả cái mái nhà đổ ụp xuống. Bên dưới, cái quan tài đã dính lửa từ bao giờ, đen đỏ cháy gần hết rồi. Thi thể bên trong quá nặng mà rơi cả ra ngoài. Tất nhiên, lớp vải xô quấn quanh cũng dễ dàng bắt lửa và rực cháy như một ngọn đuốc. Cái thi thể còn co giật mấy lần rồi mới quắp lại. Một dòng nước lớn xối đến. Cái máy bơm của nhà hàng xóm mới được đưa qua tới nơi, cứ thỏa sức mà xả nước vào giữa đám cháy. Khi ngọn lửa bị dập tắt đi, cái xác của thằng Cân đã co quắp lại, nhìn trông quen mắt lắm. Hình như một vài người ở đây đã từng nhìn thấy cảnh tượng tương tự đó ở đâu rồi thì vậy. Bên ngoài căn nhà, chú Tần đưa mắt nhìn toàn cảnh. Cái lắc đầu ngao ngán và bất lực đã thể hiện hết những cảm xúc của chú lúc này. Sức người có hạn, dù chú có cố gắng hết sức để ngăn cản cái sự trả thù này diễn ra, nhưng cuối cùng cũng bất thành. Chính kẻ gây ra mối thù lại bằng mọi cách khơi dậy sự căm hận và khát vọng báo oán mãnh liệt nơi chủ nhân của hai cái xác chết cháy nằm trong chiếc xe dưới mương làng. Trên nóc căn nhà hàng xóm, một bóng đen to lớn khoác vai một bóng đen nhỏ hơn một chút. Trên tay bóng đen nhỏ bế theo một cục tròn tròn đo đỏ như máu. Dưới chân họ là một đám xương dày đặc với hình dáng giống như con người, đang quỳ rạp ở đó rên la thống khổ. Một tiếng chuông chùa vang lên trong không gian. Mấy tiếng gõ lộc cộc, lộc cộc. Một vị sư thầy dẫn theo một cậu đệ tử nhỏ, tay không ngừng gõ mõ, đi ngang qua căn nhà đang cháy. Thầy chợt hướng mắt lên phía nóc nhà kia, đưa tay vẫy vẫy mấy lần. Đám xương khối mờ ảo dần dần dịch chuyển về phía sau lưng thầy. Hai cái bóng đen một to một nhỏ thu ém lại thành hai nhân dạng vô hình, cúi đầu lẻo đẻo bước theo. Cái cục máu tròn tròn thì rơi xuống đất, lăn đều tới giữa trán kẻ đang co quắp trong nhà kia thì vỡ ra. Dịch đỏ dần lan ra khắp cơ thể. Cái xác lúc này thình lình duỗi thẳng ra trong sự sợ hãi tột cùng của người nhà, họ hàng và hàng xóm láng giềng. Sư thầy chẳng nói gì, cứ vậy mà quay bước đi, đôi chân thoăn thoắt hướng tới ngôi chùa cổ giữa làng. Trong đầu thầy vẫn còn vương vấn mãi một sự tiếc nuối. Giá như thầy không sơ ý để oan hồn của Hoàng trốn thoát ra khỏi chùa, gã đã không có cơ hội trả thù. Giá như Dậu không đi đua xe đêm đó thì nó đã không chết. Giá như Thủy nghe lời gia đình ở nhà hôm ấy, cô và người yêu đã không bị sát hại và cháy đen trong chiếc ô tô. Giá như không có thứ tình cảm mù quáng che mắt Cân, đã chẳng gây ra tội ác tày trời đến như vậy. Giá như cuộc sống này có cơ hội để làm lại, thì chắc chắn chúng ta sẽ chẳng vấp phải những sai lầm. Nhưng vốn dĩ là như vậy. Thời gian cứ trôi đi, chẳng chờ đợi một ai. Giống như ông trời đã có sự sắp đặt từ trước. Nhân quả báo ứng là điều hiển nhiên. Sống làm sao để chết đi không phải hối tiếc. Tu nhân tích đức, ắt thành chính quả. Sư thầy vừa đi vừa giảng dạy cho đứa đệ tử nhỏ đang căng mắt lắng tai mà nghe. Ngoài trời, mưa lại bắt đầu rơi tầm tã, như muốn gột rửa hết những dấu vết của những cái chết oan nghiệt, dấu vết của sự hận thù trong lòng mỗi con người. Tất cả mọi người vừa nghe xong truyện ngắn Tình Hận Tàn Tro của tác giả Nguyễn Đức. Xin hẹn gặp lại mọi người ở những câu chuyện sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.